Nga được cho là đã thiết lập một hệ thống chướng ngại vật bằng thiết bị tác chiến điện tử rộng tới 60 km ở biên giới Ukraine, nhưng các UAV của Kiev dường như vẫn có cách vượt qua. Economist đưa tin, Nga dường như đã tạo ra một dải gây nhiễu sóng vô tuyến điện tử có chiều rộng xấp xỉ 60 km gần biên giới Ukraine. Mục đích của chướng ngại vật này là ngăn chặn các cuộc tấn công của UAV Ukraine vào các cơ sở quân sự của Nga. Tuy nhiên, theo báo Anh, nhờ việc lên kế hoạch một cách cẩn thận, quân đội Ukraine vẫn tìm được cách để lách qua các thiết bị tác chiến điện tử của Nga. Có ít nhất 35-40% UAV Ukraine vẫn có thể bay tới được mục tiêu mà Kiev lên kế hoạch. Gần đây, Nga ghi nhận với tần suất ngày càng thường xuyên hơn các vụ UAV nhằm mục tiêu vào những cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng, và Moscow thường cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ này. Kiev thường không lên tiếng chính thức trước những tuyên bố của Nga. Theo báo Anh, Ukraine ban đầu dường như muốn tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga nhằm tạo ra tác động về mặt tâm lý tới đối phương. Trong suốt nhiều tháng, Nga đã bắn mưa hỏa lực vào các thành phố lớn của Ukraine, gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng quân sự bên phía Kiev. Tuy nhiên, Ukraine sau đó đã dùng UAV đáp trả nhằm vào kho nhiên liệu, hậu cần, đạn dược và tuyến đường tiếp tế của Nga ở khoảng cách tương đối xa. Trong các cuộc tấn công này, Ukraine được cho sử dụng nhiều loại UAV tự sát cùng một lúc, trong đó có một loại mang tên Mrok. Đây là UAV tương đối bí ẩn, có thể bay vài trăm km vào sâu trong lãnh thổ đối phương kiểm soát. Các lữ đoàn chiến đấu Ukraine thực hiện những cuộc tấn công như vậy vì họ biết nơi cất giữ vũ khí của Nga, nhưng không có cách nào nhằm mục tiêu vào chúng bằng vũ khí mà họ có ngoài UAV. Để lên kế hoạch tấn công và đảm bảo có thể vượt qua được chướng ngại vật của Nga, Ukraine đã sử dụng các nguồn tin khác nhau, từ tin tức tình báo của phương Tây về vị trí Moscow đặt tổ hợp phòng không và thiết bị tác chiến điện tử, cho tới thông tin từ vệ tinh, thiết bị thăm dò, đặc vụ địa phương. Do Nga kiểm soát một lãnh thổ rộng lớn, nên việc bao phủ toàn bộ bằng thiết bị tác chiến điện tử và hệ thống phòng không là không dễ dàng. Vì vậy, theo Economist, với việc lên Ukraine kế hoạch tấn công cụ thể, sử dụng số lượng UAV đủ lớn, sẽ luôn có khả năng Kiev lách qua được lưới phòng thủ Nga lập ra. Báo cáo của Viện Rusi, Anh, hồi tháng 5 nói rằng Ukraine có thể mất trung bình 10.000 UAV mỗi tháng vì nỗ lực gây nhiễu của Nga. Các thiết bị tác chiến điện tử của Moscow thậm chí còn đánh chặn được cả SIMARS, bom thông minh JDAM, đạn dẫn đường Excalibur của phương Tây. Tuy nhiên, diễn biến trong thời gian qua cho thấy Ukraine dường như đã tìm ra cách ứng phó với những vũ khí tác chiến điện tử của Nga. Theo các chuyên gia, các binh sĩ vận hành UAV của Ukraine có thể đã tìm ra cách thay đổi các thông số trên vũ khí nhằm đối phó với công cụ định vị UAV của Nga. Kiev đã chế tạo ra một hộp đen tên là Oga, có thể cắm vào cổng USB của UAV và tự động thực hiện các thay đổi cần thiết về mặt thông số của vũ khí. Oga có thể ngăn UAV truyền dữ liệu chính xác về tọa độ của vũ khí và của người vận hành, ngăn Nga phát hiện ra thiết bị. Ngoài ra, để đối phó với thiết bị gây nhiễu của Nga, Ukraine có thể sử dụng một số anten để tạo ra thiết bị thu có thể sàng lọc tín hiệu gây nhiễu từ tổ hợp tác chiến điện tử của Nga. Với bộ lọc này, các thiết bị điều khiển UAV của Ukraine có thể loại bỏ những nỗ lực đánh chặn bằng gây nhiễu điện tử của Nga. Sau đó, bộ thu thông minh có thể chuyển đổi tần số để tìm ra luồng tín hiệu không bị can thiệp. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.